Mỹ muốn tăng áp lực thêm lệnh trừng phạt với Nga, cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine. Tổng thống Ukraine phát biểu trước Liên Hiệp Quốc về Bucha hôm nay, ngày 5 tháng 4. Mỹ duyệt bán 8 tiêm kích F-16 cho Bulgari. Trung Quốc giễu cợt các hình ảnh Ukraine cáo buộc Nga thảm sát thường dân. Bình Dương mở rộng quốc lộ 13 lên 8 làn xe, đoạn qua thành phố Hồ Chí Minh vẫn phải chờ. Lừa F0 chuyển tiền để khỏi cách ly, Công an thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo khẩn. Bộ Công an thông tin thêm vụ nhận hối lộ ở cục lãnh sự Bộ Ngoại giao. Kim Hoa xin kính chào quý khán thí giả. Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết của điểm tin trưa ngày mùng 5 tháng 4 của DKN TV. Mỹ muốn tăng áp lực thêm lệnh trừng phạt với Nga, cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine. Theo hãng tin AFP, trong cuộc họp báo ngày 4 tháng 4, Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan nói với phóng viên rằng Nga đang bố trí lại lực lượng để tập trung các hoạt động ở miền Đông và một phần của miền Tây Ukraine. Giai đoạn này có thể kéo dài nhiều tháng, thậm chí dài lâu hơn nữa. Mỹ cũng đang làm việc để tăng số lượng và sức mạnh của vũ khí cấp cho các lực lượng vũ trang Ukraine. Trong những tuần qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhiều lần kêu gọi cấp cho Ukraine vũ khí có thể tấn công lực lượng Nga từ xa và để phòng thủ trước không quân, hải quân và pháo tầm xa mạnh của Nga. Cho đến nay, chính quyền Mỹ đã gửi số vũ khí trị giá 2,3 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine Ông Sullivan nói thêm, Mỹ đang làm việc với các đồng minh để tìm nguồn cung cấp vũ khí, bao gồm hệ thống phòng không tầm xa hơn, hệ thống pháo binh và hệ thống phòng thủ bờ biển cho lực lượng vũ trang của Ukraine. Ngoài ra, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Netfli, Mỹ sẵn sàng buộc những quốc gia cố gắng giúp Nga trong cuộc xâm lược ở Ukraine phải chịu hậu quả ông Bright nói trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 4 tháng 4. Dù không đi vào chi tiết về bất kỳ quốc gia cụ thể nào, nhưng chúng tôi đã nói rõ ràng rằng những quốc gia cố gắng giúp Nga lách các lệnh trừng phạt mà Mỹ và các đồng minh trên thế giới áp đặt hoặc cố gắng hỗ trợ những nỗ lực quân sự của Điện Kremlin bằng cách ủng hộ tài chính, vật chất hoặc quân sự cho Nga sẽ phải gánh chịu hậu quả. Thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông sẽ phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong ngày hôm nay, mùng 5 tháng 4, và khẳng định Kyiv có lợi khi mở cuộc điều tra công khai nhất có thể về vụ dân thường Ukraine tử vong. Trước đó, trong ngày mùng 4 tháng 4, phía Ukraine cho biết tại thị trấn Bucha, lực lượng Ukraine đã phát hiện một ngôi mộ tập thể với nhiều thi thể sau khi Ukraine giành lại thị trấn từ lực lượng Nga. Ít nhất 300 thường dân đã thiệt mạng tại Bucha. Ngoài ra ở Borodianka và các thị trấn khác, con số thương vong có thể thậm chí còn cao hơn nữa. Ông Zelensky nói trong bài phát biểu qua video thường kỳ hàng đêm: "Tôi muốn nhấn mạnh rằng chúng tôi quan tâm đến các cuộc điều tra minh bạch, đầy đủ nhất. Kết quả của cuộc điều tra sẽ được biết và giải thích cho toàn thể cộng đồng quốc tế." Sau sự kiện Bucha, theo đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc, Linda Thomas-Greenfield Mỹ sẽ yêu cầu Đại hội đồng Liên hợp quốc đình chỉ nga tham gia vào Hội đồng Nhân quyền. Với đa số 2/3 phiếu thống nhất của Hội đồng gồm 193 thành viên, nghị quyết có thể đình chỉ một quốc gia ra khỏi Hội đồng Nhân quyền vì đã liên tục vi phạm nhân quyền một cách nghiêm trọng và có hệ thống trong thời gian là thành viên của Hội đồng. Theo hãng tin AFP, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba cũng ủng hộ loại nga khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc. Viết trên Twitter ngày 5 tháng 4, Ngoại trưởng Kuleba cho biết, ông đã nói chuyện với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres về tình hình an ninh hiện giờ và về việc thường dân tử vong ở Bucha. Phản ứng trước các cáo buộc từ Ukraine và phương Tây, phía Nga bác bỏ có liên quan vụ dân thường chết ở Bucha. Đồng thời đặt câu hỏi vì sao Nga rút quân từ ngày 30 tháng 3 nhưng mãi đến mùng 3 tháng 4 Ukraine mới công bố video và hình ảnh dân thường thiệt mạng ở Bucha. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các đoạn video ở Bucha là giả mạo và nhấn mạnh không một người dân địa phương nào phải chịu hành động bạo lực dưới bất kỳ hình thức nào trong thời gian Nga kiểm soát Bucha. Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cũng phản bác lại truyền thông phương Tây, cáo buộc Ukraine đã pháo kích vào Bucha sau khi quân Nga rời đi. Ông chỉ ra rằng việc Nga rút quân vào ngày 30 tháng 3 và chất vấn vì sao mãi đến mấy ngày sau, Ukraine mới công bố các video về hình ảnh về vụ Bucha. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova lưu ý việc phương Tây đưa ra các tuyên bố lên án Nga rất nhanh sau khi Ukraine công bố các đoạn video và hình ảnh ám chỉ có sự thông đồng. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về vụ việc. Theo giới quan sát, một cuộc điều tra quốc tế độc lập là cần thiết để làm sáng tỏ phần nào những gì đã xảy ra. Việc khám nghiệm tử thi để xác định thời điểm cũng như cách thức bị sát hại đã và đang được tiến hành và chắc chắn sẽ tiếp tục là nguồn cơn tranh cãi cáo buộc qua lại. Mỹ duyệt bán 8 tiêm kích F16 cho Bulgari Bộ Quốc phòng Mỹ chấp thuận bán 8 tiêm kích F16 cho Bulgari với giá 1,67 tỷ đô la Mỹ nhằm củng cố lực lượng không quân của nước này. Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 4 tháng 4 cho biết, thương vụ được đề xuất sẽ cải thiện năng lực đối phó các mối đe dọa hiện tại và tương lai bằng cách cho phép Bulgari khai triển tiêm kích hiện đại thường xuyên ở Biển Đen. Ngũ giác đài duyệt bán 8 tiêm kích S-16 trị giá 1,67 tỷ đô la Mỹ cho Bulgari, trong bối cảnh quốc gia thành viên NATO này được cho có thể chuyển tiêm kích MiG-29 cho Ukraine. Tuy nhiên, phát ngôn viên ngũ giác đài John Kirby cho biết thương vụ F-16 không giảm buộc việc Bulgari cung cấp MiG-29 cho Ukraine. Bulgari là một trong ba thành viên NATO vận hành MiG-29, loại tiêm kích phi công Ukraine có thể điều khiển. Hai nước sở hữu tiêm kích MiG-29 còn lại là Ba Lan và Slovakia. Ba Lan ngày 8 tháng 3 đề xuất chuyển tiêm kích MiG-29 tới Đức để Mỹ toàn quyền sử dụng hỗ trợ Ukraine với điều kiện Washington phải bù đắp cho Warsaw những tiêm kích Mỹ có tính năng tương đương. Ba Lan cũng đề nghị các đồng minh NATO sở hữu tiêm kích MiG-29 có hành động tương tự. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin sau đó nói Mỹ không ủng hộ chuyển tiêm kích MiG-29 cho Ukraine trong thời điểm này. Bộ trưởng Austin cũng bác bỏ phương án Ba Lan chuyển tiêm kích MiG-29 cho Ukraine với sự hộ tống của chiến đấu cơ Mỹ hoặc bàn giao số máy bay này cho Mỹ để Washington toàn quyền quyết định cách thức chuyển chúng đến Ukraine. Trung Quốc diễu cợt các hình ảnh Ukraine cáo buộc Nga thảm sát thường dân Theo Taiwan News, trong bối cảnh Ukraine cung cấp nhiều hình ảnh và video cáo buộc binh sĩ Nga thảm sát thường dân tại một thị trấn gần thủ đô Kiev, thì truyền thông Trung Quốc tiếp tục đứng về phía Nga và nhiều người dân Trung Quốc cũng bình luận trên mạng xã hội rằng Ukraine đã giàn dựng các cảnh thảm sát để đổ oan cho Nga. Hôm thứ Hai ngày 4 tháng 4, tuyên bố Nga phủ nhận liên quan đến vụ giết hại thường dân tại Bucha đã bắt đầu trở thành xu hướng trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc. Wancha, trang tin của nhà nước Trung Quốc đã viết bài bình luận về vấn đề này, Trích dẫn tuyên bố chính thức của Nga khẳng định rằng không có thường dân nào bị chết vì bất kỳ dạng thức bạo lực nào và cư dân địa phương được tự do đi lại và tự do sử dụng các công cụ thông tin liên lạc. Tại Trung Quốc, những hình ảnh thương tâm đó đã vấp phải những phản ứng coi khinh và diễu cợt. Một người dùng Weibo dùng tên Hương thơm của cỏ bốn lá thật gất ngây viết bình luận. Chỉ cần nhìn qua và bạn biết đó là vụ án Ai là giết người trắng trợn vậy? Đặt thi thể trên phố, đặt chỗ này và đặt chỗ kia, Bất kỳ người bình thường nào cũng có thể nhìn thấy được sự thật. Một người dùng khác có tên FijiCizvic viết: "Khi quay chậm video cho thấy một cơ thể đang thay đổi tư thế, có lẽ người này cảm thấy không thoải mái khi nằm ở đó." Người dùng có tên HansenJuyi trả lời bình luận trên rằng: "Thì đã sao nếu người đó cử động sau khi thấy mệt vì nằm ở đó, thi thể không có quyền sao?" cũng có khả năng là thi thể sợ bị ô tô cán qua tay, một người dùng có tên Wefen Laoshan trả lời thêm vào. Người dùng Weibo có tên Tôi là bông hoa nhỏ của lớp tuyên bố rằng quân đội Nga đã kế thừa truyền thông vinh quang của Hồng quân, không gây tổn hại dù chỉ một dân thường và không lấy bất kỳ thứ gì của nhân dân. Trong khi đó, cũng có một số cư dân mạng Trung Quốc đã bày tỏ không tin tưởng vào những tuyên bố của Nga và đưa ra quan điểm ủng hộ Ukraine. Nhưng những người này nhanh chóng bị nhiều người dùng khác tấn công. Người dùng có tên Không khí tự do viết, người Nga sẽ không thừa nhận việc đó, hãy nhớ cuộc thảm sát Katyn nhắm vào người Ba Lan, người Nga sau đó đã thừa nhận. Bình luận này gặp phải nhiều phản đối, trong đó có người dùng viết, người Nga không có lý do gì phải giết những dân thường này, hãy tự phân tích xem. Sương giá đe dọa ngành trồng nho Pháp. Thưa quý vị, người trồng nho và trái cây cùng các nhà sản xuất rượu tại nhiều địa phương của Pháp đang đứng ngồi không yên. Do lo ngại giá rét có thể gây hại cho cây trồng, ảnh hưởng đến năng suất thu hoạch mùa thứ hai liên tiếp. Cơ quan khí tượng Meteo của Pháp ngày 4 tháng 4 cho biết, nhiều địa phương của nước này đã ghi nhận nhiệt độ thấp kỷ lục trong đêm mùng 3 tháng 4 và dạng sáng mùng 4 tháng 4. Đây là một đêm tháng 4 lạnh nhất kể từ năm 1947, với nhiệt độ trung bình là âm 1,5 độ C. Các nhà sản xuất trái cây như mật, anh đào, táo lê bị ảnh hưởng nhiều nhất và một số nhà dự báo mất khoảng 80% năng suất thu hoạch. Trong năm 2021, giá trái cây đã tăng 4%, vượt xa so với chỉ số giá lương thực bình quân nước này ở mức 0,6%. Việc mất mùa năm nay có thể đẩy giá mặt hàng này tiếp tục tăng cao trong năm 2022, trong bối cảnh lạm phát tại Pháp cũng đã lên mức kỷ lục. Năm ngoái cũng do ảnh hưởng của sương giá và côn trùng, sản lượng thu hoạch nho và trái cây của vùng Sâm banh giảm xuống mức thấp nhất trong 40 năm. Do đó, năm 2021 cũng là một trong những năm có sản lượng rượu thấp nhất. Chuyển sang phần tin trong nước. Bình Dương mở rộng quốc lộ 13 lên 8 làn xe, đoạn qua thành phố Hồ Chí Minh vẫn phải chờ. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương cho biết, các cơ quan chức năng của tỉnh đang tích cực chuẩn bị để khai triển dự án mở rộng quốc lộ 13, đoạn từ giáp danh thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương từ 6 làn xe lên 8 làn xe. Trước mắt sẽ khởi công đoạn quốc lộ 13 từ nút giao Đại lộ Tự do, khu công nghiệp VSIP Ship 1, thành phố Thuận An đến ngã tư Lê Hồng Phong, thành phố Thủ Dầu Một vào cuối tháng 4 năm 2022. Dự án quốc lộ 13 qua địa bàn tỉnh Bình Dương dài hơn 60 km theo hình thức BOT, xây dựng kinh doanh chuyển giao đã được đưa vào sử dụng nhiều năm nay với quy mô 6 làn xe. Tuy nhiên, trước nhu cầu lưu thông hàng hóa đi lại của người dân ngày càng cao thì nhu cầu mở rộng tuyến đường này càng phải lớn, đặc biệt là đoạn giáp với thành phố Hồ Chí Minh. Theo ông Nguyễn Anh Minh, giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương, Hội đồng nhân dân tỉnh đã có nghị quyết thông qua chủ trương mở rộng quốc lộ 13 thêm hai làn xe, mở rộng về phía bên phải hướng đi từ thành phố Hồ Chí Minh đi Bình Dương để tuyến đường đạt quy mô 8 làn xe, nền đường rộng 40,5 m. Trước mắt sẽ mở rộng đối với đoạn quốc lộ 13 từ giáp thành phố Hồ Chí Minh đến đường Lê Hồng Phong, giáp thành phố Thủ Dầu Một, dài gần 12,7 km. Dự án có tổng mức đầu tư 1.367 tỷ đồng, tiếp tục được khai triển theo hình thức BOT. Bên cạnh việc mở rộng quốc lộ 13 thêm hai làn xe, nhiều dự án giao thông khác cũng sẽ được khai triển liên thông với tuyến đường này để tạo ra một thành lang vận chuyển thông thoáng. Với đoạn quốc lộ 13 đầu tiên được mở rộng từ nút giao lộ tự do đến đường Lê Hồng Phong sẽ giao nhau với dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh là tuyến đường kết nối vùng quan trọng đang được chính phủ và các tỉnh thành Đông Nam Bộ tích cực chuẩn bị khai triển bằng vốn trung ương kết hợp với địa phương. Việc mở rộng quốc lộ 13 lên 8 làn xe cũng sẽ cộng hưởng với dự án mở rộng đường DT743 lên 6 làn xe sắp hoàn thành từ ngã tư Miếu Ông Cù, tỉnh Bình Dương đến nút giao sóng thần thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, dự án cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Thủ Dầu 1, Trân Thành Bình Phước đang trong giai đoạn nghiên cứu. Dự kiến sẽ có điểm đầu nút tại nút giao DT473 với đường Mỹ Phước, Tân Vạn, điểm cuối giao với quốc lộ 14 tại Trân Thành và có các giao tuyến nối cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Dầu 1, Trân Thành với nút giao Gò Dưa, đường vành đai 2 thành phố Hồ Chí Minh. Lừa ép không chuyển tiền để khỏi cách ly, công an thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo khẩn. Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới, lừa người bị dương tính với SARS-CoV-2 chuyển tiền để khỏi phải đi cách ly. Cụ thể thời gian gần đây, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và Tổng đài Sở Y tế liên tục nhận được những phản ánh của người dân về thủ đoạn lừa đảo mới. Đã có một số đối tượng gọi điện thoại đến người dân tự xưng là nhân viên của Trung tâm Kiểm soát Dịch Covid-19. Người gọi điện thoại yêu cầu người bị dương tính với SARS-CoV-2 gặp mặt làm việc, đề nghị chuyển tiền để không bị đưa đi đi cách ly. Các đối tượng này sử dụng các số điện thoại di động và các đầu số không xác định như cộng 18444 1265410 cộng Công an thành phố Hồ Chí Minh nói rõ, đây là thủ đoạn giả danh nhân viên y tế để hù dọa, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. Công an đề nghị khi gặp trường hợp như trên, người dân báo ngay cho cơ quan công an địa phương để được hỗ trợ xử lý. Bộ Công an thông tin thêm vụ nhận hối lộ ở Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao. Tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ tháng 3, Trung ủy tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn tránh văn phòng Bộ Công an, đã thông tin nhiều vụ án nóng đang được dư luận xã hội quan tâm. Với vụ nhận hối lộ ở Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, cơ quan điều tra khẳng định có hành vi lợi dụng chính sách để trục lợi. Ông Sô cho hay tất cả các bị can bị tạm giam đã bước đầu nhận tội và phối hợp với cơ quan điều tra. Tránh văn phòng Bộ Công an nhận định hoạt động của các đối tượng trong vụ án này rất tinh vi, số người tham gia đông, phạm vi rộng cả trong và ngoài nước, gồm cả một số cơ quan ban ngành của cả Trung ương và địa phương. Đặc biệt, vụ án xảy ra trong một thời gian dài, các đối tượng đối phó rất quyết liệt khiến cơ quan điều tra tốn nhiều thời gian trong công tác điều tra xác minh vụ việc. Công an đề nghị các cá nhân tổ chức hợp tác với cơ quan điều tra, hoặc nếu có thông tin tài liệu liên quan chủ động cung cấp sớm để sớm kết thúc vụ việc. Ông Sô nói, thời gian tới sẽ có những bước đột phá mới trong vụ án này. Trước đó chiều ngày 25 tháng 3, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, lệnh bắt giam Hoàng Diệu Mơ, 42 tuổi, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại du lịch và dịch vụ hàng không An Bình về tội đưa hối lộ. Hồi cuối tháng 1, nhà chức trách khởi tố bà Nguyễn Thị Hương Lan, 48 tuổi, Cục trưởng Cục lãnh sự, Đỗ Hoàng Tùng, 42 tuổi, Phó Cục trưởng đơn vị này, Lê Tuấn Anh, 40 tuổi, tránh văn phòng của Cục, và Lưu Tuấn Dũng, 35 tuổi, Phó phòng bảo hộ công dân về tội nhận hối lộ. Bốn công nhân bị ngạt khí dưới cống vào lúc 13 giờ ngày 4 tháng 4, trong lúc đang sửa chữa hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt tại công viên Hoa Lan Hạ Long, 4 công nhân gồm Đinh Hồng Giang, Phạm Xuân Lâm, Trần Trọng Hiên, Nguyễn Đình Nhân thuộc Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Hạ Long đã bị ngạt khí. Đội cứu hộ cùng xe chữa cháy sau đó có mặt đưa 4 công nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh. Đại diện bệnh viện cho biết các nhạn nhân đã được chuyển đến hộ khoa hồi sức cấp cứu, có hai người trong tình trạng hôn mê. Đại diện Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Hạ Long cho biết, công ty thường xuyên bố trí công nhân đến trực, sửa chữa và vận hành hệ thống. Nhóm công nhân nhận nhiệm vụ xuống hố xử lý hệ thống dây xích đưa máy bơm nước đang bị trục chặt. Trước khi làm nhiệm vụ, họ đã làm các công tác an toàn như bơm lọc gió, thắt dây an toàn, công nhân đều đang mặt nạ phòng độc. Theo vị này, những ngày gần đây thời tiết thay đổi thất thường nên sinh ra nhiều khí ga dưới hầm. Cháy lớn tại Hải Dương, cột khói cao vút nhìn rõ từ khoảng cách 10 km. Vào khoảng 16 giờ ngày 4 tháng 4 đã xảy ra một vụ cháy lớn tại kho. Xưởng chứa rất nhiều vải vụn và phế liệu tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hồng Ngọc và Liên Phát Hưng, địa chỉ tại thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Nhận được tin báo, công an tỉnh Hải Dương đã điều 8 xe chữa cháy và cùng gần 100 nhân viên đến hiện trường dập lửa. Ngoài ra, lực lượng chữa cháy tại cung công nghiệp An Đông, huyện Nam Sách và một số lực lượng khác cũng được huy động. Tuy nhiên do gió to, đám cháy xảy ra tại khu vực tập kết vải vụn, phế liệu khác nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Đến tận 22 giờ cùng ngày, ngọn lửa vẫn chưa được khống chế. Tiếp tục cháy lan rộng bao phủ gần như toàn bộ diện tích khoảng 9.000m2 của công ty. Theo ghi nhận của phóng viên Vietnamnet, từ hướng huyện Cẩm Giàng, thành phố Hải Dương, cách vị trí vụ hỏa hoạn hơn 10km mà vẫn thấy cột khói khổng lồ, bốc cao nguồn ngụt. Theo đánh giá của lực lượng chức năng, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, nhưng về dập tắt an toàn ngọn lửa phải mất nhiều thời gian. Được biết, công ty trách nhiệm hiếu hạn Hồng Ngọc chuyên thu gom, xử lý rác thải công nghiệp và đây là lần thứ hai công ty xảy ra cháy lớn. Một điểm tin trưa của DKN TV đến đây tạm dừng. Thưa quý vị, quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên Snapchat, một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị bình an và mạnh khỏe. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.